Chào mừng sinh nhật 3 tuổi shop gờ tủ từ ngày 7 cho đến ngày 21 tháng 7. Combo sinh nhật 1, 2 áo bất kỳ tặng bình nước liên quân chỉ với 386k. Combo sinh nhật 2, 2 áo bất kỳ cộng 1 bộ thể thao tặng bình nước liên quân chỉ với 536k. Tri ân khách càng cũ giảm 10% giá trị đơn hàng đặt mua ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm video clip về tướng Zill và xin chúc cho tất cả các bạn đang xem video clip này có những phút giây thật là giải trí. Có một truyền thuyết mà các bạn đồn thổi tai nhau, đó là Zill không có cờ him, và không biết là cái truyền thuyết đấy có đúng hay không. Các bạn có thể để lại comment bên dưới nha. Nghe có vẻ hơi bị đau xót các bạn ạ. Ok, bắt đầu mình sẽ tiến hành đi canh. Có người trong bụi. Có người trong bụi này mà nó nhanh quá các bạn ơi. Đang có cả cá phân ít. Nhưng mà mình không thể mất được cái con chim này. Đó, làm sao mà mất chim được. Tuy không có cờ him nhưng mà vẫn thích chim. Nào, Rat hỗ trợ mình canh luôn cái thằng Ignite. Ui dồi, Ignite lần này chết chắc rồi. Lần này thì bạn chết chắc rồi, mình có cả chiêu cuối ở đây mà. Và không sao, hỗ trợ đồng đội mà tự nhiên mình cảm thấy vui quá. Vui kinh khủng khiếp. Cái gì vậy Alien? Trời ơi, tôi không muốn tìm ông thì thôi. Zill của chúng ta, một combo rất mạnh. Và combo của vị tướng này từ trước tới nay mình cũng đã có nói cho tất cả các bạn rất là nhiều lần rồi. Lát nữa thì mình sẽ thực hiện combo lại cho tất cả các bạn xem qua nha. Một combo mà các bạn phải tung cái chiêu 1 ra phía sau, sau đó lướt chiêu 2 tấn công vào mục tiêu, sau đó kích hoạt chiêu cuối đánh thường. Bởi vì sao mà mình sử dụng cái chiêu thứ nhất ra đằng sau đối phương? Bởi vì là các bạn nên nhớ là cái chiêu 1 của vị tướng Zill này này, nó có hai lượt sát thương, lượt sát thương đi và lượt sát thương về. Lượt sát thương đi là khi mà các bạn ném cái chiêu 1 lên phía trước thì là chạm vào đối phương gì sẽ là sát thương đi. Còn cái lượng sát thương về là nó lao về vào tay của vị tướng Zill ấy thì là lượng sát thương về. Và lượng sát thương về nó sẽ to hơn lượng sát thương đi nhá. Vậy nên là mình sẽ tận dụng đó là ném chiêu 1 ra phía sau và sau đó kích hoạt chiêu cuối. Đâu, kích hoạt chiêu 2 được chiêu cuối. Đó, như thế này. Và chắc chắn là mình có hai mạng rồi. Tiếp theo băng trụ làm nốt mạng của Ignite nào. Đây là mạng triple kill. Thời điểm đầu game chưa gì đã xanh như cái tàu lá chuối. Đây là combo mà mình thường sử dụng. Thật ra thì lúc trước mình không có biết combo này đâu. Nhưng mà từ mấy tháng trước rồi mình nhớ là mình có xem một cái livestream của ADC. Thì ADC có hướng dẫn qua thì mình cũng học mod được một xíu. Và giới thiệu cho đến những cái bạn nào mà chưa biết. Cái này thì rất là nhiều người biết rồi nha. Mình nói thì hơi thừa, nhưng mà dành tặng cho những cái bạn nào mà mới tập chơi. Hiện tại thì đang là phiên bản triều đại trợ thủ. Và mình cũng nghe ngóng qua rất là nhiều. Cập nhật bổ sung lần nhất, lần 2. Thì kể cả vị tướng Zill này cũng không có sự thay đổi về sức mạnh. Không có chút thay đổi nào các bạn ạ. Kể cả lần cập nhật bổ sung sắp tới thì hiện tại cũng chưa biết được thông tin. Nếu mà biết thông tin thì mình sẽ thông báo cho người sau. Nhưng mà Zill của chúng ta có cả điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh là như thế nào và điểm yếu ra sao thì từ từ để mình ra xử lý Ignite cái đã. Chào anh, em đứng đây. Ấy, anh ơi. Trời ơi, chưa kịp nói dứt câu. Đang tính nói đứng đây từ chiều. Không sao, mình sẽ cố gắng tiếp cận và sau đó là thịt luôn Malok nha. Malok chết này và sau đó là xử nốt Hayate. Đang có Rat tới rồi và Hayate bốc hơi với mình luôn.
Rồi, trình độ CS của mình bây giờ là thượng thừa quá. Điểm mạnh của Zil đó là bắt lẻ. Khi mà chúng ta đi gank và chỉ có một mục tiêu đấy là chúng ta có thể bắt lẻ được cực kỳ dễ dàng. Lượng sát thương của Zil sẽ tập trung vào một người. Nào, bắt luôn. Không kịp chạy luôn các bạn ạ. Cá phân tích là nó có chiêu 2 nhưng mà nó không kịp chạy. Bởi vì Zil của chúng ta thay đổi rồi, không còn như ngày xưa nữa đâu. Cho mình cái con màu xanh cái bạn ơi. Có một mục tiêu ở đấy thì mình sẽ dồn được sát thương đau hơn. Ví dụ như là chiêu cuối của mình lúc đấy thì nó sẽ chỉ tập trung vào một người. Ví dụ như bây giờ mình sẽ bắt luôn Ignis nha. Ném chiêu 1 ra phía sau và sau đó kích quạt chiêu 2 lao từ đối phương. Sau đó là kèm theo kích quạt chiêu cuối nữa. Ui trời đất ơi, gì này. Bốc cơi và mình có thể rút ra một cách an toàn. Chơi sâu mà vẫn có thể rút được ra một cách an toàn. Chứ không bị đau đớn, không có bị tổn thương về tính mạng. Đấy là combo của Zil. Vừa xong là Ignis đầy máu nhưng mà mình vẫn combo chết được ấy chứ. Team đánh nhau máu quá bạn ơi. Trời đất ơi, mình không hỗ trợ kịp rồi. Bây giờ mình sẽ đứng đây nhá. Đứng đây chờ đợi. Làm nốt mạng của cá Phanit. Đó, thế là cá bốc hơi rất nhanh. Tiếp theo là chạy được đi đâu mà lốc trâu thế. Anh ăn cái gì mà anh trâu thế. Trâu này 9 mạng rồi, double kill. Điểm yếu của Zil đó là khi mà các bạn giao tranh tổng, các bạn dùng hết toàn bộ kỹ năng và sử dụng combo kích hoạt chiêu cuối. Chiêu cuối của Zil nó sẽ nhảy từ người này sang người khác. Như vậy thì lượng sát thương nó sẽ bị chia ra, chứ nó không có tập trung vào các bạn ạ. Như vậy là rất là thốn. Vậy nên làm sao mà các bạn biết là Zil rất là mạnh thời điểm đầu game, nhưng mà giao tranh tổng thì các bạn cần phải biết tận dụng. Cuối game thì nó vẫn mạnh, nhưng mà các bạn cần phải biết bắt lẻ. Nào, ui giời ơi, Hayate chết luôn. Thích nhất là cái kiểu bắt lẻ như kiểu này. Team bạn toàn máu giấy thôi. Không có ai thủ cái trụ này luôn. Trời đất ơi, team bạn đang mải giao tranh ở khu vực đường dưới quá rồi. Thế nên là mình sẽ một mình đục luôn cái trụ này. Đục và khoét, đục và khoét. Rồi luôn, không có ai kèm thủ. Nói qua về build đồ của vị tướng Zil nha. Trang bị đầu tiên đi rừng thì mình sẽ lên trang bị đó là gươm Loki. Úi dồi, nhưng từ từ đã, đang có cáo ở đây. Chờ cáo đi qua đây. Em đứng đây từ chiều. Rồi. Nhưng mà thôi, nó chạy mất rồi. Ây yây yây tê ơi, chạy được đi đâu mình sẽ để dành chiêu cuối vậy. Ui giời ơi, chạy. Ui chết chiêu ơi. Dùng hết toàn bộ kỹ năng để chạy được. Phát đấy yây tê rất là nhanh và mình cũng hơi bị chủ quan. Tiếp theo là trang bị giày kiên cường. Khi mà team bạn có quá là nhiều khống chế trong trận đấu này. Sau đó là vương miện Amex này. Tiếp đến là xuyên tâm lệnh. Sau đó là quyền trượng và trang bị cuối cùng đó là quả cầu bất tử. Một combo thẳng vào Ignis. Chết luôn. Rất nhanh. Đấy, chỉ combo đơn giản như vậy thôi. Tính ra trong trận đấu này team bạn cũng hơi bị late game đấy. Thế nên là team mình cần phải kiểm soát được và kết thúc trận đấu sớm. Thằng này nó chạy nhanh quá, thằng Malok chạy nhanh quá. Bắt luôn Ellen này. Ellen ơi, chỉ cần một kỹ năng thôi. Ý giời, úi giời, úi giời ơi. Một màn KS trắng trợn. Bây giờ Ignis lại đi lẻ thế này. Nào làm quả double kill và sau đó là triple kill. Ôi, thế đi chịu ơi. Hayate thật sự là may mắn quá. Công việc bây giờ là mình sẽ chủ động ăn luôn tà thần. Trong thời điểm chúng ta ép trụ thì chúng ta cần phải có tà thần và dòng tiên phong. Hỗ trợ mình ăn tà thần luôn nào. Trời ơi, cái danh gì thế này. Mình tưởng không có ai vào hỗ trợ mình. May là có gấu béo Zuka chứ rát thì bạn ấy không thèm hỗ trợ luôn.
Nghe đâu đó là sắp tới Jill lại chuẩn bị có thêm một bộ trang phục. Và cái trang phục này thì cũng chưa được hé lộ nha. Nhưng mà nghe đâu đó là sắp có trang phục rồi. Để ý từ trước tới nay Jill toàn trang phục thay đổi những kỹ năng đẹp. Đúng không ta? Mình nhớ là có. Nhớ không nhầm là có Jill Dung Nham này, Jill Ngân Hà hay Thiên Hà gì ấy, và cả bộ trang phục này nữa. Ui giời ơi, Hayate nhìn trâu thế trời ơi, bạn ấy đóng luôn cả huân chương choi rồi. Bùa xanh đâu rồi ta? Bùa xanh đâu? Bùa xanh đâu? Đây là đâu? Tôi là ai? Bùa xanh? À, hóa ra nó đi du lịch các bạn ạ. Ôi, em xin cân bùa xanh, tôi làm gì mà căng. Từ từ nha, mình sẽ cố gắng ở lại đây, chờ đợi thời cơ. Thật sự với các bạn là Hayate chọn này gắt quá, lên luôn cả huân chương choi để kháng mình. Đóng luôn cả trang bị kháng phép thì chịu rồi. Ô, cáo làm gì đây? Tấu ai hả cáo ơi? Chết luôn này. Có hiểu thật. Mình không nghĩ được là cáo lại có thể lộn một cách tự nhiên như kiểu trốn không người như vậy được. Từ từ nha. Bắt luôn thằng Ma Lốc đi. Ma Lốc Châu đánh luôn được. Team mình đông người đây, có cả thêm với mình. Ui dồi ôi, sắp có chiêu cuối rồi. Mình có chiêu cuối thì mình sẽ dồn nhanh hơn và đau hơn. Đau chưa bạn ơi? Đau là phải chết chứ. Mỗi tội đánh cái thằng Ma Lốc này mất thời gian. Cafeni team mình đang 1 nam mất rồi. Trời ơi, bạn Cafeni không ăn được mạng luôn. Bây giờ là vấn đề chính là cần phải ép trụ đây này. Cố gắng ép trụ anh em ơi. Ui, Ellen, chết nha. Mình bám rất là nhanh. Ui, Hayate ơi, làm sao mà giết nổi mình. Trận đấu này nếu mà đánh về late game thì mình khẳng định với các bạn là team mình rất là khó nhai. Mình cảm thấy team bạn bắt đầu trâu trâu rồi đấy. Từ từ đợi chờ chiêu cuối hồi nha. Đợi cho chiêu cuối hồi phát là thịt luôn. Ignis này 20 vàng, vâng, chỉ 20 vàng một mạng của Ignis. Thề với các bạn nó rẻ hơn cả một cái quan lý. Không tin nổi luôn. Đấy, ăn thằng Ma Lốc này hỗ trợ nó còn được 40 vàng. Hỗ trợ ăn Ma Lốc còn 40 vàng mà ăn Ignis, mình giết Ignis có 20 vàng đó mọi người ạ. Không thể tin nổi Ignis lại có thể phế được đến thế. Giờ là team bạn đi chung rồi, thủ trụ như thế này. Chắc cái kiểu này phải tà thần, con tà thần thứ hai mất tôi các bạn ạ. Rất là khó để lấy được. Mình chỉ cần một người và mở ra tranh thôi. Chỉ cần tên và mở ra tranh và sau đó là thu hút hết toàn bộ sát tử của team bạn. Chứ còn lính ba đường là team mình đã hoàn thiện xong và đẩy cao hết cả ba đường rồi. Anh em ơi, tập trung một cái nào. Trời ơi, bây giờ Quyền Vương còn đi farm. Bắt luôn Hayate nhá. Hayate một combo. Chết luôn Hayate. Em có bất tử đây. Và em sắp sửa bất tỉnh đến nơi. Không chạy được. Quá nhiều khống chế. Ô, Cafeni cố lên. Đúng rồi. Đây sẽ là một màn đẩy trụ ngoạn mục đến từ Cafeni. Tuy bạn phế nhưng mà bạn vẫn có tác dụng. Ok, và kết thúc trận đấu rồi. Nếu mà không có Cafeni chắc trận đấu này nó còn diễn ra dài dài và có thể team mình sẽ bị thua ngược. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi video.